Hình này hơi găng đấy các bạn ạ. Găng ở chỗ không phải là chỗ nó khó mà chỗ là nó tỉ mỉ. Chúng ta sẽ tiến hành việc cắt xuyên vôn cho cái ảnh ra đây. Thì để làm điều này chúng tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhấn đúp vào lớp background, chuyển về layer 0. Chúng ta vào trong hiệu ứng macro. Bước 1, công cụ crop để chấm vào nền xanh. Chỉ định cho phần mềm biết rằng tôi sẽ loại bỏ màu xanh này. Cái dùng công cụ Airdropper nhưng mà có màu xanh lá cây, chúng ta chấm vào những cái màu trên ảnh mà cần giữ lại như màu hồng, màu vàng, màu đen của tóc, màu da, màu của băng đô, màu trắng của cái áo. Và sau khi đã được chọn tới đây rồi thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ là Magic Trust để chúng ta xóa đi. Nhưng tới cái phần vôn này các bạn nên chú ý, ta lấy ở bên ngoài, chúng ta không nên lấy vô trong, chúng ta xử lý nó sau. Ta lấy ở đây cái đã. Chúng thấy rằng khi chúng ta chấm thì nó bị lẫn như thế này, bởi vì lúc ban đầu chúng ta không có chọn cái cách giữ lại cái này. Nhưng không sao, chúng ta cứ để đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ giữ lại cái vùng này, đến đâu chúng ta giữ đến đấy. Và chúng ta sẽ vẽ tiếp trên đây. Nó sẽ không bị mất vô trong cái vớ, chứ nó không, nó sẽ bị lẫn như vớ, nó mất cái vớ chúng ta. Bạn sẽ không lo bởi cái vùng xanh này chút xíu sẽ được loại bỏ ngay tức khắc mà thôi. Chúng ta cứ vô tư rồi chúng ta xóa đi các bạn, không vấn đề gì cả. Rồi, như vậy là chúng ta đi một giáp vòng cái hình đã xong. Giờ chúng ta sẽ xóa tiếp phần bên dưới này, rồi chúng ta lật cái nền một cái một là mất mất cái nền ngay tức khắc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái công cụ này để chúng ta lọc mất cái nền. Bạn cũng có thể dùng công cụ Red Magic để bạn vẽ, bạn xóa ra những vùng xanh, nhưng mà làm như vậy thì nó cũng mất thời gian lắm. Chúng ta chỉ cần vẽ bao quanh như thế này thì nhanh hơn. Chúng ta chấm vào đây, mất ngay tức khắc. Tương tự như thế chúng ta sẽ cắt những phần còn lại. Khi mà chúng ta cắt thì bạn lưu ý rằng chúng ta chấm từng điểm, hoặc là cái công cụ này nó rất là hay, nó y hệt cho công cụ pen của Photoshop. Chúng ta có thể uốn cong được, chúng ta có thể uốn cong nó như thế này, nó cũng gây những cái nút được, nhưng mà không cần thiết như thế. Chúng ta chỉ sử dụng nó vào công việc cắt cho nhanh mà thôi. Chúng ta sẽ đưa tới cái rãnh này, chúng ta cho nó bé lại, cũng 3 phím Ctrl Alt Space Bar và click chuột, ta bỏ vào đây. Lưu ý là các bạn sẽ chấm vào đây, đây, đây. Nếu trong trường hợp mà chúng ta chưa cắt vào cái kia, chúng ta có thể dùng cái này. Ta có thể vẽ cái này đây. Chấm bên ngoài này. Cắt mất. Đây cũng tương tự cũng thế. Đây, còn cái động tác cuối cùng là chúng ta làm sao để cắt xuyên vôn. Đây là vấn đề nan giải rồi các bạn. Để làm điều này thì các bạn sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ giữ phím Alt click vào cái thùng rác trên cửa sổ kiếp để bỏ hết tất cả những màu giữ. Đồng thời giữ Alt click vào thùng rác của crop để loại những phần hình ảnh màu sắc được bỏ.
Và bây giờ chúng ta phải thật sự bình tĩnh và ta làm hết sức là tỉ mỉ chỗ này. Ta phóng to cái vùng lên. Chúng ta thấy rằng cái von chúng ta nó sẽ có cái phần là xanh và phần trắng lờ nhờ. Như đó chúng ta click chuột vào cái màu xanh, ta click vào đây, một màu xanh. Chúng ta giữ lại chỗ nào? Ta giữ màu trắng này. Giữ phần trắng này. Thật ra trắng vẫn có lẫn xanh trong đây. Ta có thể nhấn đúp vào đây, ta giảm cái xanh nhỏ lại một chút xíu. Và chúng ta hãy cố gắng chọn cho được cái màu trắng. Phóng to lên. Đó, màu trắng xám. Ta có thể cho nó trắng hơn tí. Mình thấy nó đã được xuyên qua rồi đấy, nhưng mà cái màu xanh này nó hơi lợt, nó cần nhân Z trả lại tiếp cho đậm hơn chút xíu. Bây giờ nếu chúng ta chấm đậm không được trên đây, không chọn được trên cái phần hình của nhân vật, thì chúng ta đành phải click chuột vào cho cơ sở crop, ta tăng cái đậm trên đây lên một chút xíu nữa thì nó sẽ hay hơn. Chúng ta quẹt, mình thấy đây đó, nó đỡ hơn thì cái vo nó được giữ lại đây. Thế này là được rồi đó các bạn ạ. Nên cái làm xuyên von này chúng ta phải rất là cẩn thận và rất là từ từ. Chúng ta không thể gấp gấp được. Chúng ta đã được cái mảng von này. Chúng ta vẽ trên cái vùng này. Thì bạn thấy cái von nó được tách ra. Tách ra thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tỉ mỉ hơn chút xíu nữa. Chúng ta sẽ chấm vào cái phần này một chút xíu, màu xanh xanh trong phần này đây. Rồi chúng ta sẽ vẽ cho nó đậm hơn một chút, nó trùng như đây là hơi dở. Đậm nhưng mà lợt hơn cái màu trên này một chút xíu. Rồi mình thấy được cái von này. Bây giờ chúng ta sẽ qua đây ha, đang vẽ đây mình thấy đây. Ở đây lại là vấn đề khác, đây không phải là màu xanh mà là cái vùng màu đen, thì chúng ta sẽ giữ là nét thật click vào đây. Đặt click vào đây. Ta bỏ. Bây giờ chúng ta chọn vào phần màu đen nữa, ta bỏ, ta chấm vào đây các bạn. Thấy màu đen nè. Họ đang cần loại bỏ. Và cái màu xám xám này cũng cần loại bỏ này. Chúng ta giữ được màu nào? Đó là màu trắng. Thì màu xám lửng này, chúng ta sẽ tăng cường cái này cho đậm hơn một chút xíu. Bây giờ chúng ta sẽ dùng công cụ này, chúng ta loại từ từ nha. Cho nó nhỏ lại bạn thấy nó dễ hơn. Thì bạn thấy cái vo nó được lội từ từ đây. Như vậy là không ổn, mà phía đây là không ổn. Phía này được, phía này không ổn. Ta Z, cần nhấn Z lại. Này thì được, bên kia không ổn. Rồi bây giờ chỗ này thì chúng ta tăng cường thêm loại thêm màu đen, ta nhấn đúp vào đây để cho nó đen hơn chứ không phải là xanh bình thường nữa. Bỏ này đi, ta sẽ vẽ trên đây thử. Mình thấy đó, như thế thì mới được. Và tới khúc này chúng ta sẽ hết sức tinh tế, hay giữ nét, ta loại bỏ đây, loại bỏ chỗ này. Chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh này để loại bỏ. Và chúng ta giữ lại là giữ cái màu trắng bên trong đây.
màu xanh lật trong. Thấy đó, nó vẫn giữ lại cái vol, nó không mất đâu các bạn, khỏi phải lo. Rồi, ta lội được phía bên đây. Giờ chúng ta qua phía bên đây. Đây thì chúng ta sẽ tinh tế hơn một chút xíu. Ta thấy rằng cái màu xanh đây là những ô lởm chởm đây nè, chúng ta chấm vào đây, ta bỏ bớt cái màu này đi, ta cho này đậm hơn một chút xíu, rồi các bạn sẽ xóa trên đây. À, bạn thấy như thế này mới được đây, nó bỏ luôn cái phần của cái chân ghế này, thấy cái vò nó được xuyên rất là ấn tượng. Cái khó nhất chúng ta là đã chọn được đúng cái màu để cho nó xuyên von. Bí quyết là nằm chỗ đó thôi. Chúng ta phải dùng những phép thử, thử đi thử lại nhiều lần để chúng ta loại bỏ. Chứ không thể là ta dùng một lần là xong cả. Thì sau khi ta xử lý được cái mảng này rồi, những cái mảng khó là những mảng nhỏ xíu như thế này đây nè. Những vùng này ta xử lý xong. Bây giờ chúng ta tiến hành là chúng ta sẽ xử lý trên những cái màu xanh còn lại. Ta sẽ tăng cường cái màu xanh này cho nó bỏ đi những vùng này. Chúng ta sẽ nhấn đúp vào đây để cho nó giảm đậm hơn chút xíu thôi. Rồi chúng ta giảm màu này nhỏ lại, lợt lại một chút xíu nữa. Lợt lên tí. Rồi chúng ta thử trên đây. Mình thấy giờ nó sẽ đỡ hơn. Nó sẽ xóa được những cái vùng mà lẫn ở bên ngoài thế này. Và chúng ta sẽ nhấn đúp vào đây để cho cái màu khác lên để dễ nhìn thấy. Chúng ta không nên để màu xanh nữa các bạn, cho màu này đi. Đây, như thế này thì dễ thấy hơn các bạn. Mà nhìn thấy trên cái tay sau khi cắt xong nó còn bị lẫn màu xanh cũ thì không sao cả. Chúng ta sẽ dùng này, ta loại đi. Thấy nè, ta đi thế này thì cái màu xanh trên cái vùng viền giữa hình và nền nó biến mất các bạn. Biến mất tiêu. Chúng ta cho càng lớn thì nó càng làm nhanh, nhưng mà nó độ chính xác nó không cao. Chúng ta cứ làm từ từ như thế này. Từ từ thôi. Mình thấy màu xanh từ từ được biến mất khỏi cái viền của cái hình. Rất ấn tượng đúng không? Rất là chuyên nghiệp. Chứ nếu như chúng ta không biết cách này, chúng ta cắt từ 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 mãi vào, chúng ta cho feeder cũng không có giá trị đâu. Ta vẫn thấy không có được đẹp. Bạn có thể cho nó lớn hơn tí xíu, nó đi nhanh hơn. Mất ngay tức khắc các bạn. Ta sẽ đi vô phần von một xíu. Thấy từ nó hiện cái von lên không? Mình sẽ đi lại phần vo này chút xíu nè. Thì mình thấy cái áo của cô gái nè. Và cái tóc cũng vậy. Đây, trên cái hoa này bạn thấy nè. Rồi bây giờ bạn thấy nó có một bị lẫn vô mất một phần này, chúng ta sẽ lấy lại bằng công cụ này, ta lấy lại tí xíu thôi.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa đi những cái ba vế còn lại trên hình bằng cách ta chọn ở phía này. Thấy nó còn sót những cái chỗ này. Ta dùng cây cọ này, chúng ta sẽ xóa đi. Chúng ta không nên xóa lẫn vô trong hình nha các bạn, phải thật sự luyện cái tay chúng ta cứng lên. Nếu như các bạn mà con chuột mà bạn cầm không cứng mà bạn đi chuột không có cứng đó, thì bạn sẽ vướng trong những trường hợp xử lý này, bạn sẽ thấy rất là khó khăn. Nên bạn nào mà chúng ta thấy là chưa có chuyên nghiệp trong việc cầm chuột thì các bạn nên luyện lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thoát ra và chúng ta trở qua Photoshop. Rồi bạn sẽ ghép vào một cái nền, chẳng hạn như tôi sẽ kiếm một cái nền tôi bỏ vào đây để cho nó ấn tượng. Tương tự như vậy tôi cũng sẽ cắt hai cái hình này cho nó tương đồng. Hộ ảnh là 13 18 ví dụ, tôi sẽ cắt đây 13 18 trước. Enter. Ở đây tôi cũng cắt 13 18. Tiếp theo tôi sẽ đặt cái hình này vào bên cái nền kia quanh đây, duplicate layer. Tôi sẽ dán vào bên đây nha. Tôi sẽ loại bỏ cái hình này đi. Giờ tôi sẽ chỉnh hình này cho nó vừa lại thế này. Làm cách nào để ta loại được cái màu xanh xanh trên cái áo của cô gái? Rất đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau: tạo thêm một lớp mới. Cái lớp này nằm trên cái lớp cô gái. Chúng ta sẽ chọn cái màu trắng này để chúng ta tô cho cái von. Giả sử nó chọn màu trắng xám vào đây. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng lệnh hiệu ứng color như ban đầu, chúng ta tô thì chuyện gì xảy ra? Bạn có thể cho đây là 70%, cọ đây 50%. Bằng tôi thế này thì cái von cũng lần lần nó xám đó, nhưng mà nó bị ảnh hưởng xuống cái nền luôn các bạn, ảnh hưởng xuống cái nền dưới luôn. Do đó chúng ta sẽ dùng kỹ thuật sau đây. Chúng ta bấm Internet, ta click ngay giữa hai lớp để cho nó, cái lớp layer 2 này chỉ tác động trên layer 1 này thôi, chứ nó không ảnh hưởng tới nền này nữa. Thì giờ chúng ta sẽ tăng cường cái này lên tới 100%, ta tô một cách rất là vô tư, chỉ ảnh hưởng trên cái lớp hình cô gái mà thôi. Thì màu xanh của cái von biến mất, biến mất, thay vào đó là cái màu của von màu trắng xám, và hoàn toàn ấn tượng đúng không các bạn? Bạn thấy rất là độc đáo. Ta xem kỹ lại. Đây, hoàn toàn là nó xuyên xuống. Màu xanh biến mất. Nếu ta bỏ này ra ta thấy hoàn toàn màu xanh còn y nguyên. Màu xanh vẫn còn nguyên. Màu xanh còn nguyên thế này. Nhưng mà nhờ ta kết hợp thì nó sẽ mất màu xanh đi. Chúng ta cho nó Internet ta click vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng không bị ảnh hưởng gì tới bên dưới và rất là đẹp. Rồi sau tới đây bạn chỉ cần gộp lại là xong, đem đi rồi ảnh hoặc là trên đây. Chúng ta thấy phần này màu đen, ta có thể chấm màu đen đây, ta tô cho nó. Chấm màu đen như này. Chúng ta tô cho phần tóc. Cứ vô tư tô mà. Nó sẽ nhuộm màu tóc cho chúng ta. Và dĩ nhiên bạn nhớ cái chớp đầu chúng ta nãy nó còn bị màu xanh đây, chúng ta sẽ tô đây, nó thành màu đen cho chúng ta ngay tức khắc. Đây cũng thế. Và như vậy chúng ta đi rọi ảnh là coi như mọi chuyện đã được xử lý xong. Đó là cách mà thiên hạ thường hay nói là cắt ảnh xuyên von.